lần quay thứ ba, và cũng đến cái vườn của anh Hưng ở Thốt Nốt Cần Thơ. Thì trước khi đó thì anh Hưng cũng có ra đại lý Ngọc Long ở Thốt Nốt Cần Thơ có mua thuốc bên em. Thì ảnh mua cũng mấy lần rồi, nhưng mà cũng nghe người này người kia chỉ thì làm theo cái phổ thông đó bà con, thì nó sẽ không có ra cái mặn mùa nghịch. Thì hôm nay thì anh Hưng có nhờ anh em của tụi em mới đến đây để chia sẻ cùng cái kỹ thuật cho bà con và làm cái mặn mùa nghịch làm sao cho nó hợp lý và sao cho nó đạt cái hiệu quả cao hết bà con ha. Ở đây là anh Hưng. Rồi anh mua ngoài đi đại lý cộng đồng của anh, thì anh mua hổm ngày là được bao nhiêu lần anh? Anh mua hồi đầu cấp anh làm vườn đó bây giờ. À vậy ha, thì trong cái quá trình mà anh mua thuốc ở đại lý Ngọc Long á, thì anh thấy ở đó mình bán thuốc giá cả làm sao, rồi chất lượng sao anh? Nói chung nó thì bán giá ok rồi. Dạ. Vậy ha anh ha, rồi chất lượng sao anh? Ok. Ok ha anh ha. Rồi em cũng cảm ơn anh. Và sau đây em cũng chia sẻ một số kỹ thuật cho bà con về cái vấn đề làm mặn nghịch mùa ha. Và em cũng chia sẻ với anh luôn. Thì trước khi mà mình muốn làm cái mặn nghịch mùa đó, thì chúng ta có ba cái bước rất là quan trọng. Mà ba cái bước đó thì bà con hay mắc phải. Tại vì là như thế này, thí dụ như em nói với bà con nè, thứ nhất á là đây bà con coi nè ha, những cái cây mận mà chúng ta muốn làm mùa nghịch á, là chúng ta không nên để cái, những cái dây leo này nghe bà con. Đây là những cái dây leo nè, cái dây leo này nè ha, là không được nha bà con. Tại vì khi mà để cái dây leo này rồi á, thì nó rất là thuốc mà mình phun vô đó, nó sẽ hao, rất là hao về vấn đề thuốc của mình, là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi chúng ta làm mùa nghịch mà muốn cho nó hiệu quả cao, thì đầu tiên nhất là chúng ta phải cắt cành. Chúng ta cắt cái cành, những cái cành khô, và những cái cành nào mà mình cảm thấy nó không đạt cái hiệu quả mà nó bị bệnh đi, thì chúng ta nên cắt bớt. Và những cái sợi dây leo này nè bà con, là chúng ta nên cắt bỏ nha bà con ha. Giống như chúng ta kêu bằng tỉa cành đó bà con. À, chúng ta tỉa cành. Và chúng ta nên khống chế cái chiều cao của cái cây mận. Để làm chi? Để cho nó thấp xuống, cho nó vừa cái biên độ để chúng ta đủ quản lý về cái sâu bệnh. Tại vì cái sâu bệnh mà khi mà những cái cây nó tùm dây leo mà nó tùm thế này nè, thì sâu bệnh nó dễ mang cái mầm móng nó nằm trong đó, nó ủ đông trong đó đó. Thì hàng ngày nó tích tụ lại, nó sẽ sinh sản ra tất cả các loại bệnh, cũng như là sâu lông, hay là những cái bệnh mà thường gặp á, như bà con thấy rồi. Thì cho nên là chúng ta phải nên cắt đi và khống chế cái chiều cao xuống, để cho nó vừa phải ha, chiều cao vừa phải, để chúng ta dễ quản lý sâu bệnh nè.